diễn biến phức tạp của dịch bệnh đang gây ra nhiều hệ lụy về mặt kinh tế. Các nhà máy, công xưởng phải đóng cửa mà chưa hẹn ngày trở lại, kéo theo hàng nghìn người không có việc làm. Người phụ nữ này là một ví dụ. Bà đã không thể tiếp tục công việc dọn vệ sinh vì công ty tạm dừng hoạt động. Cuộc sống của gia đình bà gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, khi nhận được sự sẻ chia từ những điểm cấp phát lương thực, thực phẩm miễn phí như thế này, bà cảm thấy rất vui. Chúng tôi rất là vất vả bởi vì là dân ở tỉnh lẻ. Thế mà bây giờ ở lại đây thì tiền thuê này, tiền thuê nhà trọ này, công việc thì không có. Được sự ủng hộ như này thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn. Nhà nước cũng tạo điều kiện để giúp đỡ cho chúng tôi đỡ vất vả cho những cái ngày dịch bệnh như này. Của cho không bằng cách cho. Người dân khi đến lấy phần mang về, lúc nào cũng nhận được sự tiếp đón nồng hậu của các thành viên của ban tổ chức. Sự trân trọng nhau vào những thời điểm khó khăn, thiếu thốn càng giúp cho mọi người cảm thấy ấm lòng hơn. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả những người nhà hảo tâm, những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ những người khó khăn như gia đình chúng tôi ạ. Anh em tất cả những người làm chương trình này ở đây thì khi mà người ta nhận được quà thì cũng đều rất là cảm thấy là hạnh phúc vì mình cũng đã chia sẻ được những cái sự khó khăn cho tất cả mọi người để chung tay toàn quốc chống dịch Covid này, làm sao cho hết cái thời hạn 15 ngày này cả toàn quốc chúng ta đều dập được dịch và chúng ta trở lại cuộc sống bình thường. Những điểm tặng lương thực, thực phẩm miễn phí xuất hiện nhiều hơn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cả dân tộc. Đại dịch thì nói thật ra mà nói là bà con rất là khó khăn, nhưng mà thôi cũng vì ở đây đã từ thiện cho tất cả bà con này có ăn đây là tốt lắm rồi. Dù là một cân gạo hoặc là dù là một gói mì cũng là san sẻ cho nhau. Rất là cảm ơn tất cả tấm lòng từ thiện đây. Mới đây, thay mặt Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trân trọng cảm ơn nhân dân đã chung sức, đồng lòng chống dịch cho dù phải chịu không ít bất tiện, thậm chí thiệt thòi về lợi ích kinh tế. Thay mặt Ban Chỉ đạo Quốc gia, tôi xin trân trọng cảm ơn nhân dân đã đồng sức, đồng lòng và chung tay chống dịch. Dù phải chịu rất nhiều bất tiện, thậm chí là thiệt thòi về lợi ích kinh tế. Và hơn thế nữa, rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, từ các cụ già đến các em bé, đã có vô vàn những hành động rất đẹp và hết sức ý nghĩa để tiếp thêm sức mạnh cả về vật chất và tinh thần cho cuộc chiến chống dịch. Rất nhiều hoạt động thiện nguyện và những hành động đẹp của các cá nhân, tổ chức có ý nghĩa lớn, nhất là thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của chính phủ. Và có thể chính sách cách ly xã hội sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 4 thay vì ngày 15 tháng 4 như trước đây, để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh COVID-19. Như vậy, những người làm công tác thiện nguyện sẽ vất vả hơn. Nhưng với họ, điều quan trọng nhất vào lúc này là đồng lòng cùng với người dân có hoàn cảnh khó khăn chiến thắng đại dịch COVID-19 đúng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.